Xin chào bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian OCR, một dòng xe đua mang full bộ cấu hình chuyển động Shimano Tiagra, khung nhôm, lốp sơn nguyên bản. Dòng Gian OCR hoặc là dòng xe đua. Xe đua của Gian thương hiệu rất là quen thuộc với các bác rồi. Nó sơn bạc rất là đẹp, rất là nổi bật, do là đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là nó xuất hiện một vài vết xước không thể tránh khỏi. Sử dụng bộ chuyển động full Shimano Tiagra đĩa đến gạt của Shimano Tiagra trên phanh ba mảnh Techo. Phần tay lái cũng được trang bị đôi tay bấm của Shimano Tiagra. Bánh 700C. Máy cũng Tiagra. Máy trước. Máy sau cũng Tiagra. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 53 cm. Chiếc xe phù hợp cho bác từ khoảng 1m55-56 đến 1m75-76 thì là phù hợp. Sử dụng bộ đồ Tiagra 9 tầng lít và 2 tầng đĩa, 18 tốc độ. Và chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.